À, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Phương MH. Thì hôm nay gia đình mình chiều chiều thứ bảy rảnh, gia đình mình ra vườn để mà thăm các cái vườn cây ăn trái ở gia đình. Ở đây là có nhiều cây lắm, như cây keo đủ, cây nhãn, một số cây nhãn mình trồng ở xung quanh nhà trái rất là nhiều luôn. Lúc trước thì mình nghĩ rằng trồng nhãn thì nó không có trái nhiều, do cái đất ở đây thì nó không có phù hợp với cây ăn trái. Tuy nhiên thì sau khi trồng thử nghiệm mấy năm nay thì chúng ta thấy trái rất là nhiều luôn. Nhãn thì mình trồng mình ăn gia đình thôi, mình không có phân thuốc gì hết. Tuy nhiên thì dù là không có phân thuốc nhưng mà nó trái đậu rất là nhiều luôn. Chúng ta thấy nhìn một cây nhãn trái rất là tuyệt vời. Nhãn này là nhãn cơm rất là dày luôn mà hột nhỏ. Cái này mình trồng cũng mấy năm rồi. Thì có cái nhãn, mấy cây nhãn vòng vòng nhà thì chiều thì mình có thể bẻ ăn, rồi sáng mình bẻ ăn. Mình thưởng thức, mình lựa những cái trái chín cho mình ăn trước. Thì ở miền Tây thì nhiều tỉnh trồng trái cây rất là nhiều, nhưng mà riêng chỗ mình ở thì trồng cây ăn trái rất là ít, do là chịu cái năm nào cũng chịu một cái cơn lụt lụt nước lụt lên thì cây trái nó sẽ chết hết. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì cây trái được phát triển tốt là do là cái lượng nước không còn ngập như năm trước nữa. Những năm lên nước lớn thì nó sẽ bị ngập chết cây, nhưng mà nay thì ít rồi. Chúng ta thấy trái nhãn đây thì cái cơm rất là dày luôn, đặc biệt là cái hột nó nhỏ xíu à, ăn rất là ngon thơm. À, lựa đến trái già ăn à, trái chín lắm à, trái già. Cái này ngon, cái này cơm nhiều nè. Để ra nha. Không đi vô hả? Ăn ạ. Thì nhãn có giá từ 20.000 một ký, 30.000 một ký. Có cái giá điểm thì 40.000 một ký. Tuy nhiên thì ở đây thì mình trồng thì mình rất là không phân thuốc thì nó ăn sẽ tốt hơn. Còn nhãn mua thì người ta sử dụng nhiều phân thuốc thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Thì nhãn thì nó sẽ có vụ mùa như tháng này thì nó rất là nhiều luôn. Và rất là giá rất rẻ. Đây cây nhãn nữa nè. Trái cũng dữ dằn ha. Ủa con dơi nữa. Cái này trái này cũng dữ dằn. Nè trái này. Đây là vừa quá đã vừa luôn trái nè. Vừa trái nhỏ mà ngọt lắm nha. Còn đây vừa ổi nè. Ồ, trái đang được đó. Trái đang được đó, trái dính rồi đó. Hả? Sao giờ ta? Trái kia kìa, trái nó ăn là hư, muốn hư luôn rồi. Ồ, nó chín trơn này kìa. Ẩm thôi đi con hái cho. Đây, em học cho. Trái này chín con nè. Đứng xa, con đứng xa. Đây. Vậy nhăn nè, con này không bọc luôn, còn hù đã chưa, rất còn ngủ quá trời luôn. Xem trái đi, nó bự chưa? Kìa kìa kìa, hả? Kìa sao kìa, bên cây dược cây xoài luôn kìa, con thấy cái màu vàng vàng kia cũng được. Ai ù đang chín nè, cho có muỗi đi cha. Cái này cho lấy cái này cái này. Wow, trên kia cũng có một quả vàng ống luôn. Ôi rồi, đã chưa? Phin.
Chưa tắt. Ba bẻ cho. Quả là biết nhắm trước á. Coi chừng chạy mưa. Thôi cho bẻ thằng con luôn. Ổ chín quá. Ở đây. Quá trời luôn nè, thấy ổi, ổi. Này là được mùa là quá trời luôn. Đây ổi chín nhất luôn nè. Quả nè cha. Hả? Quả nè. Mình bao trái ổi lại đi, mình để cái bọc không làm gì. Thôi đừng có lấy nữa. Mình bao thôi. Thôi được rồi, vậy ăn chung đi. Có máy bọc lên khí nữa. Hả? Có máy bọc lên khí. Để đây đi. Đang ổ xong anh bao này luôn. Bao lại. Đưa bọc nó đi. Tháo rổ ra cái anh bao lại luôn. Ồ rồi nó chín dữ. Tao. Mềm xèo mà ăn vô nó ngọt ngay nè. Lật mấy cuốn của nó đi. Dạ. Mà trái này bự ghê. Thôi con anh đi chơi nha. Qua đi mua dầm nữa. Cái này cũng bự. Đấy nó ăn được hết trơn nè. Đầu trái này bự dữ. Cái này bự. Trong này còn quá trời luôn. Trái này sai quá trời luôn. Này mắng cầu nữa nè. Cái này người ta thường gọi là trái na, trái na. Ủa trên kia trái nhấp luôn. Đây cái na trái, trái quá trời luôn. Này chiều tối rồi mình quay cũng không có rõ nha mọi người. Quay cho biết thôi chứ mình cũng không rõ gì mấy. Trái nè. Này có cái mận nè. Còn đây cái chuối nè, chuối đỏ nè, thân đỏ nè. Cái này thân đỏ mà trái cũng màu tím. Cái ổi này trái ăn chín trơn nè. Này mình không bẻ sớm mình nó hư hết trơn. Quá trời là trái. Coi coi trên đây có quả nào chín chưa. Chín nè, nhưng mà mình ăn không đâu hết đâu. Bốn quả mình ăn hết mà cha. Sao con? Thì nó mềm. Nó giòn ha. Quả này mới giòn. Video clip tham quan vườn trái cây của gia đình đến đây là kết thúc nha mọi người. Xin hẹn mọi người những video tiếp theo. Xin chào và xin hẹn gặp lại.